Và bây giờ hãy làm theo kim cân. Như sau. Bây giờ các bạn nam sẽ nhìn vào lòng bàn tay phải, các bạn nữ nhìn vào lòng bàn tay trái của mình. Rồi. Các bạn thấy trong lòng bàn tay của mình có gì? Có gì ạ? Rất chính xác, các bạn nhìn rất chuẩn, có được chỉ tay. Và bây giờ hãy đưa bàn tay còn lại của mình ra, các bạn thấy gì? Vẫn là đường chỉ tay đúng không? Và bây giờ các bạn hãy trật tự lắng nghe và cảm nhận, sau đó từ từ hai lòng bàn tay vào nhau, hai lòng bàn tay vào nhau, hai tay chéo nhau nữa, để điều kỳ diệu xuất hiện, làm đúng theo yêu cầu. Các bạn hãy từ từ nhẹ nhàng cảm nhận hai lòng bàn tay, giữa hai lòng bàn tay ấm dần lên. Ấm chưa? Hai lòng bàn tay vào nhau ấm chưa? Rồi sau đó xoay một vòng, rồi từ từ đưa hai bàn tay về phía trước, hướng hai lòng bàn tay vào nhau. Rồi hướng hai lòng bàn tay vào nhau chưa? Giơ cao qua đầu. Lưu ý tất cả các ngón tay phải khép lại sát nhau. Và điều kỳ diệu chuẩn bị xuất hiện. Các bạn hãy thử lắng nghe, lưu ý. Và để điều kỳ diệu xuất hiện, các bạn phải thực hiện hai yêu cầu. Một, làm theo đúng yêu cầu và nhìn quách mà MC đưa ra. Hai là các bạn phải mở mắt, mắt phải nhìn thẳng vào MC. Chưa? Chuẩn bị này. Nghe thật kỹ như 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 này. Cảm ơn chào tất cả các bạn dành cho Kim Ngân.